Linh kiện RC hỗ trợ sửa chữa đổi trả máy cho anh Toàn. Máy Flycam Flyfield bị hỏng gimbal. Đây. Hà Nội buổi tối, quay buổi tối nên hơi mờ. Buổi tối thì anh không cần. Vậy gimbal của anh ok hết rồi nhá. Ok, con của anh ok rồi nhá.